Có một bạn ở trên Zalo hỏi mình: "Anh ơi, anh có link video nào làm giống như này không? Kiểu là tách một bên, ảnh một bên. Nếu mà có thì anh gửi cho em. Em tên là Vic." Ok, nay sẽ hướng dẫn các bạn làm cái kiểu video này tương đối dễ ở trong phần mềm Filmora 10. Ok, thực ra để tạo cái kiểu video này thì tương đối đơn giản. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn nhanh thôi. Đầu tiên là các bạn sẽ đi vào trong phần mềm nhé. Đây mình đang ở trong Filmora này. Đây là cái dự án ví dụ của mình. Như các bạn nhìn thấy thì cái video nó sẽ có hai phần, một phần là ảnh và một phần bên kia là chữ. Thế cái ảnh ấy thì nó sẽ có mấy kiểu ảnh các bạn có thể dùng nhé. Nếu như mà các bạn tải được cái ảnh mà nó có nền trong suốt, ví dụ như cái này là cái logo của Filmora Pro. Mình làm mấy cái chữ vớ vẩn thì mình không thích phần mềm này lắm. Thì có nền trong suốt rồi thì các bạn sẽ chỉ việc đưa vào thôi, các bạn không phải làm gì cả. Thế còn ở bên dưới này thì các bạn có thể tùy chọn nhé, các bạn chọn một cái nền nền màu chữ màu gì cũng được. Thế còn thứ hai nữa, bên này thì mình sẽ có một cái ảnh, nhưng mà cái ảnh này mình dùng là cái ảnh Full HD, ảnh chụp kiểu thumbnail của mình ấy. Đây là cái ảnh này này, nó là kiểu toàn màn hình như này, thì bạn sẽ phải đưa thêm một cái hiệu ứng nữa vào. Thì mình thì thường thường ấy thì mình hay dùng cái hiệu ứng là crop, tức là mình sẽ crop của hai cái viền bên này, sau đấy mình di chuyển ở trên trên cái cửa sổ này. Thế còn chữ thì vẫn như thế. Tất nhiên là lúc nãy thì mình dùng cái nền màu màu tím này thì vì chữ mình màu trắng. Thế còn mình dùng cái nền màu trắng này, cái nền màu trắng thì chữ mình đổi màu đen, thế là nó cái tạo cái độ tương phản thôi. Thì cực kỳ đơn giản. Ở dưới này mình có cái nhạc với lại cái thu âm này, mình thu âm bằng Filmora. Bây giờ mình sẽ xóa hết đi nhé. Mình xóa hết đi, mình chỉ các bạn làm từ đầu. Đây là cách làm thôi, tại vì nó một cái dạng video này ấy, thì mình thấy nó cũng rất là xuất hiện rất là nhiều trên YouTube và mọi người cũng làm rất là nhiều ấy. Bởi vì nó kiểu dạng video giáo dục, kiểu cung cấp thông tin rồi là dạy học dạy hết các thứ ấy, thì các bạn có thể áp dụng. Ok, đầu tiên sẽ bắt đầu với cái việc là sẽ tạo cái ví dụ thứ nhất bằng cái ảnh này, cái ảnh Filmora Pro. Trước tiên là mình sẽ cần một cái nền, thì để tạo nền ấy thì mình sẽ đi vào phần media nhé. Các bạn tìm vào phần media, sau các bạn chọn phần sample color này. Trong cái sample color này thì sẽ có nhiều mấy cái màu nền này, các cái màu nền khác nhau. Tất cả đều là cái màu nền một màu hoặc là màu gradient ở đây. Thì bạn có thể chọn cái nào cũng được. Tuy nhiên là mình sẽ chọn cái màu này, medium purple, tức là kiểu màu hơi tím. Bạn đặt nó xuống cái track cuối cùng nhé. Đặt nó track cuối cùng ở trên timeline. Mình ấn nút này để cho nhìn cho mọi thứ trên timeline cho nó rõ. Sau các bạn có thể kéo tiếp cái ảnh xuống. Các bạn đặt ở bên phải hoặc bên trái đều ok. Quay trở lại phần media, mình sẽ dùng cái ảnh Filmora Pro. Mình sẽ đặt nó lên trên, tức là đặt lên cái track ở bên trên của cái nền chữ. Sau đó mình kích vào nó ở bên tay bên cửa sổ preview. Mình có thể scale bé, scale to lại đều được nhé. Nếu như mà mình muốn nó bé đi, mình sẽ có thể đặt nó như này, scale bé nó đi, hoặc là mình có thể kéo ở đây, xoay các thứ thì ở chỗ này. Nếu mà bạn muốn xoay cả ảnh các thứ thì bạn kích vào đây bạn xoay. Đó, mình sẽ đặt nó ở đây. Ví dụ chẳng hạn đặt ở chỗ này. Sau đấy là mình sẽ thêm chữ. Thì để mà thêm chữ ở Filmora ấy thì mình khuyên các bạn là nên tạo khoảng tầm 3 lớp. Tức là nếu như mà các bạn muốn là có một cái tiêu đề này, tiêu đề thì các bạn tạo một lớp, một layer. Sau đến cái đoạn văn thì bạn một layer nữa, bạn tách ra đoạn nữa thì bạn tạo một layer nữa. Và đến phần ký tên hoặc là một cái gì đấy kết thúc ấy thì bạn tạo một layer nữa. Thì để tạo như thế, để khi mà mình điều chỉnh, mình thêm animation, thêm các cái hiệu ứng ấy, nó sẽ dễ. Cái thứ hai nữa là không phải căn chỉnh chữ quá nhiều. Đầu tiên mình sẽ tạo cho nó một cái tiêu đề ở đây, đúng không? Mình sẽ tạo tiêu đề bằng cách mình đi đến phần title. Sau đấy mình sẽ chọn bất kỳ một cái title nhé. Title nào thì bạn chọn title nào cũng được. Bạn tìm ở trong đây phần basic hay là cái gì cũng được. Nhưng mà mình sẽ kéo cái này, title số 29. Mình kéo mình đặt ở đây nhé, để làm ví dụ cho các bạn này. Sau đấy là mình sẽ kích nó ở trên đây, mình đặt nó lên cái chỗ mà mình muốn. Tức là đặt cái title này lên cái vị trí mà mình muốn. Sau đó mình kích kép để mình đổi cái nội dung ở bên trong. Ví dụ cái này đó là Filmora Pro chẳng hạn. Đó. Sau đó là mình sẽ đổi phông cho nó. Mình muốn gõ tiếng Việt, đâm ra mình sẽ đổi phông cho nó. Ở đây mình sẽ đổi thành Times New Roman nhé. Times New Roman và cỡ chữ mình có thể đổi xuống là 64 này, cho nó bé bé bớt đi tí. Cỡ chữ rồi kiểu phông rồi các thứ, rồi các bạn có thể chọn cái preset ở đây cũng được, cái đấy tùy các bạn. Nhưng mà mình thì mình cứ chọn thế này thôi, để ví dụ thôi. Còn các bạn có thể căn dọc, căn ngang, rồi căn giữa, rồi căn hai bên. Sau đấy còn giãn cỡ chữ các thứ, tức là giãn cái khoảng cách của chữ các thứ ở đây này.
Đó. Thì các bạn có thể chọn được nhé. Chọn màu chữ thì chọn chỗ này. Nếu mà bạn muốn màu trắng thì bạn để nguyên màu trắng, bạn chọn màu khác thì bạn có thể kích vào More, bạn chọn màu khác. Mình kích OK nhé, tạm thời màu trắng. Đây là cái chữ Filmora Pro, đây là cái tiêu đề đúng không? Mình play một cái. Nó sẽ có một cái tí cái hiệu ứng, thì cái để cái đổi cái hiệu ứng thì các bạn kích vào đây vào phần animation này. Các bạn có thể đổi mấy cái hiệu ứng cho chữ ở đây cũng được nhé. Bạn thích đổi cái nào thì đổi. Tạm thời mình sẽ giữ cho nó cái phần đánh máy chữ typewriter. Tiếp theo là mình sẽ copy cái này để mình tạo thêm một cái đoạn văn, tức là một cái giới thiệu về cái Filmora đúng không? Thì mình sẽ copy luôn cái title này nhé. Mình kích chuột phải này, mình sẽ chọn là copy nhé, xong mình khóa cái track này lại. Mình kéo cái kim thời gian về đầu. Đó. Sau đó mình nhấn Ctrl V. Khi mình copy rồi, mình dán rồi thì nó sẽ hiện lên đây. Đấy, mình có thể kích vào đây, mình kéo nó xuống. Đó. Kéo xuống và mình sẽ kích kép vào. Sau đấy mình sẽ đổi cái chữ. Tại vì đây là cái đoạn thì mình sẽ lấy cỡ chữ khoảng 24 thôi. Sau đấy mình sẽ gõ vào đây. Đó, mấy cái. Ví dụ Filmora Pro là phần mềm gì đó gì đó chẳng hạn, như lúc nãy mình nói đúng không? Đây ví dụ mình sẽ gõ rất là nhiều thứ ở đây các thứ đó. Ví dụ đây là một cái đoạn nhé, một cái đoạn văn, thì các cái đoạn văn này ấy, thì các bạn sẽ format nó bằng cách bạn sẽ kéo này, bạn scale. Nếu như bạn muốn muốn scale to nó lên thì bạn có thể scale này đấy, khi đấy cái chữ này nó sẽ to lên. Nên cái đoạn cuối ở đây làm sao cho nó cân bằng. Và bạn có thể chọn cái animation cho cái này. Ví dụ cái ở trên là typewriter rồi, thì bạn có thể chọn cái này là read text này chẳng hạn này. Đó. Đấy, ví dụ như này. Đúng không? Nếu mà cảm thấy nó nhanh thì các bạn có thể kích vào nó này. Các bạn chọn advanced. Sau các bạn đi đến phần trong nhé. Ở bên trong này các bạn có thể chỉnh được cái animation của nó này. Ví dụ đây là bạn chỉnh cái này thì nó sẽ chậm đi một tí. Đó, chậm đi. Đúng không? Kéo đây nữa nó sẽ chậm nữa. À, nói chung là tùy theo cái tốc độ đọc các thứ của bạn thì bạn có thể chỉnh cái animation này, tức là chỉnh cái hiệu ứng này ấy, cho nó phù hợp. Đấy, kích vào OK. Sau đấy là cái cuối cùng là cái ký tên đúng không? Ví dụ ở đây xong rồi, có cái đoạn văn rồi, đến ký tên thì mình cũng chọn như vậy, tương tự như vậy, copy thôi. Sau đấy là khóa cái này lại và bạn dán ở cuối này. Đó, dán ở cuối. Sau đấy đổi nội dung bên trong. Đấy, đổi nội dung bên trong đây, kích kép vào đây là ký tên chẳng hạn. Đó, sau rồi bạn kéo nó xuống dưới cùng này, play, ký tên. Đó, thì nó sẽ ra được một cái có một cái video giống như là lúc nãy mình làm. Thế đây là cái thứ nhất. Thế còn nếu mà cái thứ hai bạn không có dùng ảnh cái Filmora Pro này mà bạn dùng một cái ảnh của mình chẳng hạn nhé. Bây giờ ví dụ mình sẽ xóa cái này đi này, xóa cái ảnh này đi. Sau đấy mình sẽ dùng cái ảnh của mình. Mình quay trở lại đây phần media, mình muốn dùng cái ảnh này nhé. Đầu tiên mình sẽ kéo nó xuống đây, đặt nó trên timeline này, đó, đặt nó ở chỗ này. Khi nó ở vị trí này rồi ấy, khi nó ở vị trí này để mình tắt các cái lớp chữ ở trên đi. Khi nó ở vị trí này rồi, ví dụ bạn muốn là cái ảnh này nó ở cái vị trí như này này, đó, nó ở vị trí như này. Nhưng mà bạn muốn là kiểu gọt bớt các cái mép biết các thứ ấy, thì bây giờ mình sẽ để ở đây, mình sẽ đi đến phần effect nhé. Effect, sau đấy mà bạn đi đến tiếp phần utility. Trong utility nó có cái hiệu ứng crop này, thì các bạn có thể kéo nó, kéo bạn thả trực tiếp vào cái ảnh. Sau đấy bạn kích kép vào cái ảnh, bạn đi đến phần image, sau bạn chọn cái hiệu ứng crop ở chỗ video effect này, bạn kích vào đây. Bạn sẽ chỉnh phần left và right, bên này là right nhé. Bạn kéo cái right này đi để cho nó, tức là nó gọt cái mép bên phải đi. Nó gọi là crop ấy. Rồi kéo cái left này cho nó bên này này. Kể cả là top với bottom là ở trên với ở dưới thì bạn cũng có thể làm được nhé. Bạn cũng có thể gọt được, crop được. Sau đấy là bạn kích vào đây, bạn kéo nó gì cả đây. Đó. Đấy, thì như này là cái kiểu thứ hai, tức là cái kiểu mà có ảnh mà nó không có nền trong suốt ấy, thì các bạn có thể dùng hiệu ứng crop. Đôi khi bạn dùng hiệu ứng border này cũng được. Nếu bạn thích thì bạn có thể thêm một cái border nữa ở đây cũng được. Nhưng mà mình nghĩ là cũng không cần thiết phải thêm border. Tại vì bạn dạy chủ yếu là cái phần chữ này, quan trọng bạn tạo nó sẽ như này đó. Ký tên. Còn cái màu với các thứ, màu chữ này thì các bạn có thể đổi. Đó là rất đơn giản thôi. Đấy là tạo cái dạng video mà có một chữ một bên và ảnh một bên ở trong phần mềm Filmora 10. Mình hy vọng là bạn Vic bạn hiểu cái cách làm. Và các bạn khác thì cũng thấy video này hữu ích, thì các bạn hãy comment bên dưới. Nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Filmora thì các bạn có thể hỏi mình.
mình sẽ làm cái video trả lời các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.